Rồi, ok, mến chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đang xem clip ở trên channel của mình. Ở trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái cách để làm sao chúng ta tải được cái video clip và cái dạng HD. Và cái này các anh chị phải chịu khó nhìn qua một xíu code và chỉnh sửa chút xíu. Đầu tiên, chúng ta vào trang Facebook bất kỳ. Ở đây mình sẽ vào cái trang này đi ha. Trang này là trang gọi là những cái video clip mà về những gì thú vị ha, này nè. Video thú vị và ý nghĩa nè. Đó, ví dụ mình vào những cái cộng đồng như vậy thì mỗi ngày nó đều có một cái lượng video clip rất là hay ở trên đây, và bây giờ Facebook nó đã rất là khó tải xuống, nhưng mà cái cách này là cách mới nhất nha. Và ngày hôm nay là ngày 6 tháng 12 2021 nha bạn. Đây mình hướng dẫn các bạn cách mới luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ chọn một cái video clip nè, bất kỳ đi, như cái mãi cắm đầu vào điện thoại đây, cái gì đây, cái này là sao đây, gì mà cắm đầu điện thoại, cắm đầu xuống bể cá nè. Rồi mình gọi là V01 PV ha. Rồi Facebook, Facebook PV có nghĩa là Facebook vui vẻ, là những clip vui vẻ ha, 01. Rồi mình sẽ copy đường link xuống đi ha. Và đầu tiên nè, các bạn sẽ làm như sau nè, giãn cái phần phần clip này ra. Ta lỡ xa cơ lạc bước chẳng còn nào. Tắt tiếng đi. Có cái vụ gì vậy? À, có cái vụ gì mà cấm đầu nữa? À, rồi hiểu rồi. Không, đến đây chắc cũng vui, ta coi ta cũng cười đó. Đây. Giới trẻ giờ mải mê cầm điện thoại suốt trên đường đi không? Đó, cấm đầu. Bó tay luôn, thiệt tình là bó tay luôn các bạn. Thôi, ok. Chúng ta vào việc nào. Để chúng ta pause lại. Ở ngay chỗ phân tích này mình thích cho ta cái đi ha. Đó, thí dụ thích hay thả tim cái. Rồi, đến đây thì bạn click bên hông đây nè. Chúng ta click vào cái phần là view page suột nè. Đó. Không, thì vào view page suột thì nó có cái phần này không? Phần ID nè, đó mình lưu lại. Đó. Này, ID của clip. Rồi, ở đây rất là nhiều ha, mình sẽ click kình cho nét và các bạn gõ cho mình đó là cái từ khóa này ha. Quality, nhớ nha, nhớ từ khóa này được chưa. Rồi control nét quality là cái chất lượng á, chất lượng video loại tốt nhất. Rồi mình để trên này đi ha, nói dòng code này nó hơi rối xíu. Rồi tiếp đến nè, quality nó có ba cái hả, để tìm quality một thôi. Đây các bạn thấy player URL này, nó có cái phần này không, player URL thôi, bạn nhớ thêm một cái ngách này để cho mình ha, lưu lại luôn để mốt các bạn có để mà sử dụng. Còn cái việc biến tấu hay là làm như thế nào là do các bạn nha, bạn phải tư duy cho công việc của bạn, bán hàng hay giải trí hay là tăng tương tác, đó là mấy bạn tự tự tư duy nha. Rồi ở đây nè, copy từ cái đường này nè, cứ copy cho mình đi, rồi nhìn theo nha, nhìn theo. Rồi rồi ok, wow, cái dòng code này nó dài dữ, kéo dần nó hút nha, đôi khi nó chạy hút luôn. Rồi ghê không, cái dài không bạn. Nó thật ra là Facebook nó giấu nó hay hết định, nó phải cái thao tác gạch gạch ngang gạch chéo các bạn. Hay qua rồi. Rồi ủa như hoài rồi không, chưa 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 tiếp. Rồi sắp hết rồi, ở đây để ý kỹ cho mình nha, chứ không thôi là rồi rồi đến đây, đến ngay dấu hai chấm này nè. Rồi anh copy này đi, rồi anh bỏ vô cái này hơi hơi cực cống xíu nha. Rồi bạn để đây, cái này là sụt gốc đi ha. Rồi bạn ghi cái này, rồi cái này ghi sụt gốc. Cái này tải thủ công hả bạn ha. Còn nếu mà bạn tải mà bỏ vô mấy cái trình duyệt á, thì đôi khi nó không có HD được. À, cái này là tải HD luôn, phải dùng cái cách tìm tra code thôi. Rồi thủ gốc nè, giờ mình cái này là, rồi bên đây một cái gốc, rồi bên đây mình sẽ ghi là sụp sửa và tải
gieo hạt đi đó chi tiết vậy ha, để cho bạn rõ này. Giờ sửa sao nè, sửa nè, sửa mới quan trọng nè. Sửa các bạn sẽ tìm cho mình những cái dấu gạch nghe, gạch 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 này thì kệ nó nha, chỉ có cái dòng này nè, đây nè, những cái chữ V nè đó, những cái chữ V nè mình phải sửa lại hết nè, mình xóa nó bớt thôi, tại vì nó ngắt, nó dùng cái code, lệnh code là nó đánh dấu xéo á, mà bỏ cái dấu xéo ngược nè, dấu xéo ngược bỏ nè, cái này cũng vậy luôn, cứ dấu xéo ngược là chúng ta bỏ, tại nó dùng code nó ngắt á, nó ngắt cái URL của nó. Rồi sau đó bạn copy lại cái đường link này dài nè, rồi các bạn copy lên đây, rồi bỏ lên đây, bạn enter cho mình bass share different, thấy không? Nếu mà như vậy thì nó sẽ bị lỗi. Đây lỗi cái gì, không lẽ là cái này thử ra. Bữa nay các bạn phải chịu khó. Rồi bắt URL là không được, có nghĩa là nó vẫn còn cái gì lỗi. Đúng hết rồi, trở về lại rồi trở lên. Bạn giảng ra chưa đây. Cái này đi ha. Rồi các bạn ít như này. Rồi các bạn ít vô đây view show. Đúng không? 67 không? Nãy là 67. À đúng rồi. Rồi, click control F quality nó có đến 3 cái lần. Vậy cái này đó, cái hai thử ha, cái nào được, nó có ba cái, nghĩa ba cái clip các bạn. Rồi chúng ta kéo dài ở dòng 2 thì nó có ba cái. Rồi, cái này nó ngắn này, lùi lại lại hút rồi. Ở đây nè thử nha, cũng y hệt vậy nha, bạn xóa. Nó phải có một cái được, một cái nó phải nhận lệnh được. Copy thử nha. Đó, thấy chưa? Wow. Ủa này nó qua là clip khác rồi các bạn ơi. Đó thì nó đại loại á, thì nó ra HD rồi. Các bạn tải xuống. Được chưa? Rồi. Đó, như vậy là mình đã có được một cái clip HD của Facebook á nha. Nhưng mà cái này cái clip hồi nãy mình nghĩ là cái dòng đầu. Cái dòng đầu này nè. Dòng 3 này là cái này là clip khác nữa. Trở về clip 1. Cái thằng này là đúng rồi nè, mà lại không biết mình có bị đi hút hay gì không. Sao nó dài vậy? Thằng thứ hai rất ít luôn các bạn. Có nó dài. Đây đây. Copy lại lần nữa ha.
Còn không thì cái công thức thì nó cứ như vậy, các bạn cứ sửa thôi nha. Clip nào không được thì chúng ta bỏ thôi, chúng ta tìm clip khác. Cái này là đúng rồi đó, thấy không? Cái đúng là nó ra clip liền luôn, thấy không? Rồi đó đó, rồi vậy là nãy mình làm sai cái copy, cái lệnh sai hay gì đó đó. Giờ mình tải xuống nè, thấy không? Giờ mình sẽ add nè, đó là có thêm cái clip nữa thôi. Thì các bạn chủ yếu đó, bạn chịu khó làm cẩn thận chút xíu để chúng ta có được cái clip chất lượng của cái lúc người ta up lên cái Facebook luôn nha. Nó sẽ lấy được cái chất lượng tốt nhất khi người ta up lên trên đó, thì thằng thằng Facebook này nó chặn cái code đó, được chưa? Nhưng mà cái cách này là cách mới để chúng ta biết cách để chúng ta tải được một cái video clip bất kỳ ở trên Facebook về ha, và cái dùng code này ha. Chứ còn là nếu các bạn bỏ lên những cái trang này nè, cũng chia sẻ bạn luôn ha. Sale sale Facebook này đi, đây nè, bạn bỏ lên mấy cái này nè, bỏ lên thử nha, lấy lên nè đó. Nếu bạn không có làm bằng code thì bỏ lên mấy trang này đi, tên Google á nhiều lắm, nó hiện ra, nó chỉ cho bạn ở này, nó cho HD nè, chúng ta tải xuống được. Nếu mà nó thấy không phải HD thì chúng ta dùng cái cách tra code, được chưa? Thì cách nào nó cũng giúp các bạn tải được video clip xuống ha. Rồi ok, như vậy clip này đây là kết thúc, và chúc các bạn tải video clip trên Facebook thành công. Và hôm nay là ngày 6 tháng 12 2021, là clip mới nhất của mình hướng dẫn các bạn nha. Xin chào và hẹn lại. Nếu thấy video clip hay thì đừng quên cho một like và một đăng ký kênh. Đặc biệt hơn, hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem và biết cách để tải video clip ở trên Facebook nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.